Chào các bạn tin nhanh 24/7. Một nam thanh niên ôm bình ga tự thiêu, nghi do mâu thuẫn chuyện tình cảm. Sáng ngày 12/4, ông Lê Hồng Lu, chủ tịch của ban nhân dân xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, hiện phía chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến một nam thanh niên bị chết cháy. Danh tính nam thanh niên xấu số trên được xác định là Phan Văn Đại, sinh năm 1991, trú tại Lam Thủy, Xuân Giang, Nghi Xuân. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 5 giờ 31 sáng cùng ngày, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Đặng Thị Nga, mẹ của Đại, nên chạy ra xem. Vừa chạy ra sang, thì hàng xóm phát hiện trong nhà không có ai nên tìm xung quanh. Khi vào nhà vệ sinh, hàng xóm bàng hoàng khi phát hiện ra Đại đang bùng cháy lửa dữ dội. Bên cạnh là một bình ga lớn của gia đình. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ của Đại đi chợ mua thức ăn cho gia đình, còn bố thì đi ở miền Nam thăm con gái, nên không có ai kịp thời phát hiện ra để can ngăn. May mắn, lúc xảy ra sự việc, bình ga không phát nổ, nên không có ai bị thương sau vụ việc này. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo cho chính quyền địa phương, công an huyện Nghi Xuân để đến bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người nhà thông tin tại thì bình ga này được nam thanh niên này ôm vào nhà vệ sinh, vặn mở bình ga rồi châm lửa tự thiêu. Nguyên nhân hiện đang được công an điều tra, có thể là do chuyện tình cảm yêu đương, một số cán bộ Xuân Giang cho biết. Được biết, Đại là con trai thứ 5 trong gia đình có 6 anh em. Trước đây, Đại đi làm thuê trong ở miền Nam. Mới đây, Đại trở về nhà xin thuê hợp đồng cho xây cây xăng cạnh nhà. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.